Hôm nay thì không có thấy Chánh Thành xuất hiện ở đây, thì không biết là có một cái lý do gì không? Hậu tin đồn giận nhất, Trấn Thành lại tiếp tục vắng mặt trong buổi ra mắt của MV của vợ. Harry Won lần đầu chia sẻ về những gì vừa trải qua, đó là cú sốc với tôi. Tối 10 tháng 11, ca sĩ Harry Won đã chính thức comeback đường đua âm nhạc bằng MV như anh đã mong chờ, được nữ ca sĩ đầu tư chỉn chu với giai điệu bắt tai, phần hình ảnh đầy ngọt ngào. Bên cạnh sản phẩm âm nhạc, mối quan hệ của Harry Won với ông xã Trấn Thành cũng nhận được sự quan tâm không kém, đặc biệt là khi nam MC không xuất hiện trong ngày vui của bà xã tối 10 tháng 11. Lý giải về sự vắng mặt của MC Trấn Thành, quản lý của cặp đôi đã lên tiếng đính chính. Theo đó, do trùng với một sự kiện đã ký hợp đồng từ cách đây một tháng nên Trấn Thành đã không xuất hiện tại sự kiện. Thấy ra MV mà hôm nay không có chồng đến ủng hộ thì mình có cảm thấy buồn không? Dạ buồn thì em không có buồn ạ. Dạ, tại vì bản thân em thì kiểu như là sao ta? Trước khi mà em được lên sân khấu thì em không phải là em chỉ là em là Harry. Ngoài ra, sức khỏe của Harry Won cũng nhận được sự quan tâm của khán giả lẫn giới truyền thông. Nói về điều này, cô cho biết, đó là cú sốc đối với tôi bởi tôi nghĩ mình cũng khỏe mà. Thế nhưng do tôi gắng thêm một tí, cố gắng tập thể dục để dần tình trạng xấu hơn. Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi cũng đang phải điều trị, được khoảng 90% rồi. Hôm qua tôi vẫn đi châm cứu, ít nhất thì khoảng 3 tháng nữa tôi vẫn phải châm cứu và điều trị. Thế nhưng người Việt mình cũng hay nói một nụ cười bằng 10 than thuốc bổ mà. Vì vậy tôi sẽ cười tươi hơn nếu mọi người chia sẻ và ủng hộ sản phẩm lần này của tôi. Harry Won hài hước kêu gọi khán giả ủng hộ sản phẩm comeback của mình.